10 thành phố náo nhiệt với 10 sân vận động hiện đại, cùng bầu không khí sôi động sẽ trở thành sân khấu để những ngôi sao hàng đầu tỏa sáng. Nước Đức đã sẵn sàng cho Euro 2024. Khán giả truyền hình cả nước sẽ được dõi theo toàn bộ 51 trận đấu cùng các chương trình bình luận trường quay và các chương trình đồng hành đặc sắc trên VTV với các phóng viên tác nghiệp tại khắp các thành phố của nước chủ nhà. Đón xem Euro 2024 trên VTV.